Xin chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của kênh MC Đình Duy. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến của tập 9 tác phẩm truyện Vua Không Ngai Vàng của tác giả Bùi Ngọc Phúc. Trước khi vào cùng Đình Duy nghe chuyện, rất mong quý vị và các bạn chúng ta bớt chút thời gian bấm nút đăng ký kênh MC Đình Duy, cũng như là cho Đình Duy, cho tác giả Bùi Ngọc Phúc một nút like, một nút share và để lại cái comment cảm xúc của mình sau khi nghe hết từng tập truyện. Rất cảm ơn sự ủng hộ yêu mến của quý vị khán thính giả. Ngay sau đây, chúng ta cùng đến với tập 9 Vua Không Ngai Vàng qua giọng đọc Đình Duy. Hương không biết trở về nhà bằng cách nào, bởi lúc đó đầu óc cô mụ mị, lúc nhớ lúc quên. Việc có người mặc áo dài như vua chúa gọi mình là Ái Phi khiến cô cảm thấy kỳ lạ. Dù đã nằm trên chiếc giường cá nhân, nhưng cô thấy ngực mình căng tức, một cảm giác rất đời nhưng đầy ẩn ức và khó nói. Bước vào tuổi 36, với tâm thế sống một mình, không mong kiếm tìm hạnh phúc như bao người. Nhưng hôm nay, sau buổi gặp gỡ đầy ma mị với người đó, sự ham muốn tưởng đã chết theo những trận sốt rét đến rụng tóc, bỗng dưng trỗi dậy trong cô. Đã nhắm mắt, vẫn không sao ngủ được, Hương lững thững bước ra mép sông. Cô muốn làn nước lạnh giúp mình tỉnh táo, bởi ở vùng quê yên hà này, ngoài việc xay lúa cả đêm cho đến khi mệt rũ, chắc nhiều người như cô ra múc gầu nước giếng dội từ đầu tới chân cho tỉnh hẳn. Vừa đảm nhận cương vị hội trưởng phụ nữ chưa lâu, Hương không nghĩ mình lại rơi vào tình huống oái oăm này. Vốn là người không tin vào mê tín dị đoan, nhất là những chuyện được thêu dệt quanh ngôi miếu cổ. Tuy nhiên kể từ ngày đi thanh niên xung phong, sau đó hồn ma người yêu cũ thường hiện về, suy nghĩ của Hương về người cõi âm bắt đầu thay đổi. Không giải thích được bằng lời một cách cụ thể, nhưng cô biết có một thế giới khác nhưng mình không biết và chạm tới được. Các cụ ngày xưa hay nói, sơn ăn tùy mặt, ma bắt tùy người là vậy. Người không bao giờ gặp ma sẽ không có nghĩa là ma không tồn tại. Nhưng giống như người vậy, cũng có ma ác lẫn ma hiền. Thậm chí nếu so với hồn ma người yêu đã mất, Hương dám khẳng định nhiều người sống còn đáng sợ hơn rất nhiều. Bước xuống dòng sông, Hương chậm rãi tiến dần ra phía xa. Nước bắt đầu ngập qua đầu gối, rồi tới ngang bụng. Cô muốn bước đến khi nào cả người chìm xuống nước sẽ bơi vào bờ. Có như vậy, mọi thứ ma mị trong đầu sẽ được loại bỏ. Lúc là nước lại ngập tới ngực. Bất ngờ có tiếng rít thuốc lào sòng sọc, kèm theo tiếng đàn ông nói từ trên bờ vọng xuống. Sống mới khó, còn chết lại quá đơn giản. Đêm khuya thanh vắng, nếu không có tiếng điếu cày, chắc Hương đứng tim vì sợ. Bởi trong một tối cô gặp tới hai người đàn ông kỳ lạ, đang lưỡng lự không biết quay vào bờ hay bơi ra xa một chút. Tiếng người đàn ông lại vang lên, nhưng lần này pha chút châm biếm. Xin lỗi cô nếu tôi nhầm. Nửa đêm ra sông tắm chắc muốn giải tỏa sự bí bách trong người. Vậy mà tôi nhất thời hồ đồ định chạy đến cứu. Hương ớ người vì không ngờ người đàn ông nhìn thấu tâm can của mình. Dõi theo bóng ông ta cầm chiếc điếu cày đi về chỗ có bè nứa. Cô thấy một con chó đang cuống quýt vẫy đuôi mừng chủ nhân quay về. Không lội ra phía xa nữa, mặc cho nước từ bộ quần áo chảy tong tong, Hương quay về nhà vì cô đã hoàn toàn tỉnh táo nhờ ngấm nước lạnh. Người đàn ông vừa gặp hóa ra không phải xa lạ. Ngay khi chuyển ra xóm góa phụ sinh sống, cô đã nghe kể về chuyện nhà ông Thuận. Do vướng người con trai theo địch, không như mấy người phụ nữ ở xóm góa bụa, họ lánh xa nơi đông đúc bởi nỗi đau mất chồng mất con. Ông này lánh xa dân làng vì nỗi ô nhục do con mình gây ra. Hồi ông Thuận đi thoát ly công tác, lúc đó Hương vẫn ở nhà. Sau này cô đi thanh niên xung phong thì ông mới về nghỉ chế độ. Do vậy cùng làng, nhưng không quen, chỉ biết nhau. Mặc bộ quần áo khô, sau đó giặt và phơi bộ ướt, nhưng vẫn không sao ngủ được. Người ta nói thức khuya mới biết đêm dài quả không sai. Nếu ngồi nhìn mãi ngọn đèn dầu leo lét chỉ khiến đầu óc thêm mệt mỏi vì suy nghĩ. Thoáng chút đắn đo, Hương cầm đèn pin bước ra nơi người đàn ông đang kéo bó bè. Cô đơn giản cần người nói chuyện. Nhận thấy có người lạ, con chó đang nằm bỗng nhồm dậy gầm gừ. Sau tiếng quát nhỏ của chủ nhân, nó lùi vào trong lều, nhìn ra vẻ cảnh giác. Không ngạc nhiên trước sự xuất hiện của người phụ nữ, ông Tuấn nhấc tấm gỗ dài làm cầu cho khách lên bè khỏi phải lội. Dù sao đêm hôm có người nói chuyện cũng đỡ buồn, bởi lâu nay ông làm gì có ai để trò chuyện. Rót cho khách bát nước dâu ngô luộc, ông Thuận ôn tồn nói:
Buổi đêm, có những hôm trăng sáng, ngồi ngắm dòng sông ngẫm chuyện đời, chuyện người cũng thấu tỏ nhiều thứ. Hương rụt rè hỏi, bác thức đêm nhiều có gặp ma không? Em đi qua ngôi miếu cổ thấy rần rợn. Dốc mấy con tôm vào giỏ, ông Thuận giải thích, ma hay người tôi đều gặp hết rồi. Nhưng có những người còn sống mà khiến người ta còn khiếp sợ hơn gặp ma đó cô. Là ai mà ghê vậy bác? Biết có nói Hương cũng chưa chắc đã tin. Ông Thuận đáp lời, cô về làng từ từ sẽ biết thôi. Lúc đó nhớ đến lời tôi nói đêm nay. Dù câu chuyện không ăn nhập cùng nhau, nhưng lúc ánh bình minh xuất hiện, ông Thuận chọn một con cá to đưa cho Hương rồi căn dặn, cô đem về nấu ám cho dễ ăn. Không phải tiền nong gì đâu, nên chớ ngại. Mặc cho Hương từ chối, ông Thuận nhất quyết bắt cô xách con cá về nhà chế biến. Ông bán xong điếu thuốc lào sẽ mang giỏ tôm cá vào làng cho vợ đi bán. Dù không nhắc lại chuyện mang cá đi bán trong làng, nhưng ông Thuận nhận thấy vợ mình ngày nào cũng đạp xe lên chợ huyện. Bà không một lần nhắc lại việc cũ, đặc biệt là màn đấu khẩu cùng bà Khuyên ngay giữa làng. Sáng sớm nên ông Thuận gọi con mực vào làng cho nó đỡ cuồng cằn. Trước lúc phi vào vườn đi lối tắt, con chó tinh khôn vẫn không quên đái một bãi ngay gốc cây gạp cổ thụ. Nó đánh dấu lãnh thổ theo thói quen giống nòi. Nhận giỏ cá từ tay chồng, bà Giá không vội đạp xe lên chợ huyện bán ngay. Bà thuật lại nội dung câu chuyện tối qua, sau đó thở dài nói, như vậy mình mất con thật rồi ông. Ông Thuận bình thản nói, nó sống hay chết thì bà đừng bận tâm, tôi coi nó chết lâu rồi. Trưa này ông nhớ về ăn cơm, bố con thằng cò đưa nhau về thăm ông bà. Sau một thời gian dài ở bên nhà ngoại, hôm nay cò được bố đưa về thăm ông bà nội, nên cô cậu rất vui. Ngồi sau xe nhưng luôn miệng hỏi đủ thứ. Sợ con ở với các cậu các dì quên mất nguồn cội. Dù có mới 4 tuổi nhưng Phạm Công Minh vẫn dặn con, sau này con đi học phải nhớ tên mình là Phạm Công Đại Vũ, rõ chưa? Sao bố không ở cùng mẹ? Cò bất ngờ hỏi lại. Câu hỏi của con trẻ khiến anh cảm thấy đau nhói trong tim. Kể từ ngày em trai bỏ sang phía bên kia, vợ anh ôm con về nhà ngoại tránh búa rìu dư luận. Kể từ đó hai vợ chồng sống cảnh nghiêu lang chức nữ. Nhớ lại việc đi trà báu vật không thành, theo lời khuyên của hậu duệ Đoan Quốc Công Vi Văn Đản, hôm đó Phạm Công Minh đã gửi lại thanh bảo kiếm cùng tấm thẻ bài để nhờ các thầy mo làm phép hóa giải việc yểm bùa. Sau đó anh về xuôi, nhưng chưa một lần trở lại miền núi do bận công việc. Đã lường trước mọi khó khăn, nhưng hành trình cầm hồ sơ chuyển vùng xin khắp huyện nhà lẫn các huyện bên cạnh, Phạm Công Minh không sao xin được một chân lao động hợp đồng để được ăn gạo sổ và chế độ tem phiếu. Đói đầu gối phải bò, không hy vọng được vào cơ quan nhà nước, Phạm Công Minh xin vào hợp tác xã mộc dân dụng ở cách nhà hơn chục cây số. Anh đã ăn ngủ tại xưởng mộc cho thuận tiện. Dù vẫn là hai vợ chồng trên danh nghĩa, nhưng mẹ thằng cò từ ngày ôm con về ngoại đã không muốn tiếp tục cuộc hôn nhân nữa. Có lẽ việc người em chồng theo giặc khiến cô sợ con mình sau này sẽ liên lụy. Không thuyết phục được vợ về đoàn tụ, Phạm Công Minh sống âm thầm như cái bóng. Anh sợ có ngày vị vua trẻ lại quay về đòi báu vật hoặc trừng phạt những người thân yêu. Anh sợ ngày có giấy gọi ra tòa để xử cho hai người thuận tình ly hôn. Đạp xe vào sân nhà, Phạm Công Minh sợ con trai quên mất nên dặn thêm lần nữa. Còn nhớ kỹ, nếu ông nội hỏi, hãy nói mình là Phạm Công Đại Vũ. Buổi trưa đường làng vắng tanh, loa truyền thanh của xã phát xong chương trình đã tạm dừng. Cho mấy con lợn ăn xong, bà Khuyên bưng mâm cơm lên nhà ngồi đợi cả nhà. Giờ này chắc con dâu đang từ ủy ban về nghỉ trưa. Ngày hỏi được con bé lại mỏng mày hay hạt cho con trai. Khỏi phải nói, bà mừng như bắt được vàng. Bởi giải phóng xong, bộ đội xuất ngũ về làng. Nhìn những chàng trai rắn giỏi và phong trần, bà biết con mình xách dép chạy theo không kịp. Kể từ ngày rời chức hội trưởng, biết chồng ít nói nhưng cục tính, bà chọn việc ở nhà chăm đàn lợn đàn gà, việc đồng áng khoán trắng hai bố con đi làm lấy công điểm của hợp tác xã. Như vậy tính ra nhà đủ thóc ăn, lại thêm mảnh ruộng phần trăm, không lo kỳ giáp hạt. Thấy con dâu vác bụng bầu bước vào nhà vẻ mệt mỏi, bà Khuyên chép miệng nói, vợ chồng chị đẻ như gà, không có kế hoạch gì. Lần này nhớ đặt vòng cho tôi nhờ. Hai đứa cách nhau chưa tròn năm, rồi cơm chả có mà mớm cho nhau. Không giống như người khác, sát ngày đẻ vẫn chạy chợ hay làm đồng, lại bị những cơn nghén hành hạ đến khổ sở. Qua đợt ốm nghén, lại bị ốm vặt. Biết mẹ chồng nói không sai,
nên cô chỉ biết vâng dạ. Quả thực thằng cu còn chưa cai sữa, giờ lại sinh thêm đứa nữa, quá vất vả. Không giống như mẹ chồng sợ nuôi cháu vất vả, bố chồng cô lại gật gù, nói, nhà thêm người là thêm của. Những lúc như vậy, mẹ chồng cô thường nói mỉa, của đâu chả thấy, chỉ thấy nhọc. Lúc cả nhà ngồi đông đủ bên mâm cơm, bà khuyên nói mệt, không muốn ăn, bỏ mặc mấy cha con ngồi lại cùng nhau. Bà cầm chiếc quạt nan vừa che nắng vừa phe phẩy cho mát rồi bước ra cổng. Thật ra việc nấu ủ bữa cơm hay múc cám cho lợn ăn không quá vất vả. Tranh thủ khi mọi người đi làm trưa về, thấy tảng cháy vàng rộm nhìn ngon mắt, bà lựa rồi đặt ra đĩa sứ to, sau đó cho thìa mỡ vào. Cháy thấm vị béo ngậy của mỡ, vị mặn mòi của mắm tép trưng thịt khiến bà Sơi không còn dính đĩa. Ăn xong húp bát canh rau muống luộc dầm xấu, vậy là trưa và mâm đã no căng bụng. Đứng dưới gốc nhãn mãi không thấy người nào đi qua ngang để bắt chuyện. Đang tính mò gia đình làng nghe ngóng tin tức, bất ngờ bà Khuyên nhắc thấy Phấn Thọt đang tập tễnh ở phía xa. Bà Khuyên vẫy rối rít cho cậu ta lại gần rồi vồn vã hỏi, lâu rồi bác quên mất, hôm nay mới nhớ, mày nhìn con bé Na giống thằng cha nào ở làng mình. Phấn Thọt ngơ ngác hồi lâu không nhớ ra con bé Na ở nhà nào, bởi y chưa có gia đình nên sao nhớ được hết lũ nhi đồng thối tai của làng Đông Sành. Nhận thấy thằng cháu đứng gãi đầu như bí đặc, bà Khuyên bực mình gắt, ồ hay, con bé Na là con gái con nếp đó. Lão Kính chỉ là thằng cha rời ơi đất hỡi. Ba muốn dò xem cái tổ con chuồn chuồn nó ở đâu. Lắc đầu lè lưỡi, Phấn Thọt vội thoái thác. Ba tự tìm hiểu thôi, cháu bận sấp mặt, hơi đâu để tâm việc đó. Đột như mày bảo sao không có đứa con gái nào ở cái làng này nó chịu làm vợ. Cha tiên nhân nhà anh, lên giọng cán bộ với ba. Rồi sau này, không nói gãy lưỡi để mùa này kiếm vợ cho. Biết tính bà Khuyên nên Phấn Thọt đổi mất, nếu đứng thêm chút nữa khéo ăn trời vút mặt không kịp. Thật ra việc cô nếp có con với ai y đâu có bận tâm, nhưng có một điều bà nói đúng, y sốt ruột đường vợ con nhưng ngặt nỗi chưa tìm được ai chịu về chung sống dưới một mái nhà. Chắc y phải mũi mặt nhờ bà bá của mình làm mai mối cho thuận buồm xuôi gió. Ngày trước khi cô nếp sinh con, Phấn Thọt nhớ lời căn dặn của bà Khuyên nên cũng nghe ngóng vài lần. Ngặt nỗi y không sao tìm được ai là cha của đứa trẻ. Có lần y từng nghĩ đối tượng tình nghi số 1 là ông Nghĩa chủ tịch xã, nhưng sau này y vỡ lẽ mình nhầm, việc hù hóa chắc của người khác. Do không muốn mất lòng bà Khuyên, bởi tính đồng bóng lại thù dai, nếu không sau này nhờ mai mối đông khó. Đi tới cuối làng nhưng Phấn Thọt vội quay lại, vừa nhìn trước ngó sau, Phấn Thọt vừa nói nhanh, hồi trước cháu nghi ông Hùng nhưng chưa có dịp kiểm chứng. Bây giờ con bé Na cũng lớn rồi, chắc bác có thể kiểm tra. Bà Khuyên trợn mắt hỏi dồn dập. Mày có chắc không? Ông Hùng bí thư đảng ủy xã hóa ra tầm ngầm lại chết voi. Còn nếp gớm mặt thật, làm tha hóa cán bộ nòng cốt của xã. Bác Hùng lên huyện làm chuyên viên, chắc hết quá về hưu là vừa. Bà Khuyên bĩu môi vẻ khinh thường. Có lên rời làm ông thiên lôi thì bác cũng lôi xuống hỏi tội. Lên huyện là cái thá gì? Với thông tin vừa nhận được, bà Khuyên thấy đủ khiến cho làng Đông Sảnh được phen trao đảo, nhưng bà không vội loan tin vì muốn tận mục sở thị khuôn mặt con bé Na. Có như vậy con đàn bà lăng loàn hết đường chối cãi. Luôn tự hào vì tính của mình thẳng như mực tàu, do vậy bà quyết định làm ra ngu ra khoai để nhiều kẻ phải trắng mắt. Áng chừng mọi người đã ăn xong bữa trưa, bà Khuyên giả bước về nhà dù không bận rộn gì. Liếc nhìn chỗ bát đũa được rửa sạch đang phơi ngoài sân, bà tỏ vẻ hài lòng vì biết mấy cha con nhà này tự bảo ban nhau được. Thấy con dâu và con trai không ngủ trưa mà đang ngồi quạt cho nhau, bà Khuyên vui vẻ nói. Chiều nay thằng cu Khánh để mẹ đi đón cho. Tiếng là cháu đi học, nhưng ông bà nội chưa ra lớp cũng không được. Cô lại nghe mẹ chồng muốn đi đón cháu nên cảm động không thốt nên lời. Giá như cô biết bà mẹ chồng mình mò ra nhà trẻ chỉ có nhiệm vụ duy nhất, đó là xem mặt con bé Na học cùng lớp với cháu nội mình, có lẽ cô sẽ suy nghĩ khác. Nằm ngả lưng cho giãn xương cốt ở trên chiếc võng ngoài hiên, ông Bắc nói vọng vào, có ý nhắc nhở. Bà đón cháu về luôn, không mải buôn chuyện rồi mẹ mìn bắt mất cháu tôi. Không buồn chấp lão chồng gàn, bà Khuyên lục tìm mấy tấm mảnh cũ hồi còn công tác tại hội phụ nữ. Bà chọn được một bức có mặt ông Hùng bí thư đảng ủy xã khóa trước. Như vậy sẽ tiện so sánh xem con bé Na có thật sự cùng một khuôn đúc không. Không như trên thành phố, trẻ em thường được bố mẹ đón về sau giờ tan sở. Nhà trẻ của xã hoạt động nhiều lúc tùy vào sự rảnh rỗi của các bà. Bởi vậy có những ngày chưa đến 4 giờ đã không còn bà nào ở trong lớp.
Bác nội cám xuống mở vung cho nguội. Bà khuyên chưa vội nấu cơm mà đi đón thằng cháu nội. Bà sợ chút nữa đông người sẽ không kịp nhìn mặt con bé Na để so sánh. Lúc cách nhà trẻ vài mét, bà khuyên nhìn thấy cô Nếp rẽ vào trạm y tế xã cạnh đó nên thầm nghĩ trong bụng. Lần này thì mày chết với bà rồi. Đúng là con đi giặc mất nết. Bà phanh cho cả làng cả tầng biết. Không thấy hai mẹ con được đánh thức như mọi ngày, Nếp choàng tỉnh thấy sắp đến giờ đi làm. Cô ngạc nhiên vì trên bàn thiếu vắng mâm cơm nên vội đi xuống bếp. Nhìn thấy chồng ngồi dựa lưng vào tường với vẻ mặt tái dại. Biết do trái gió trở rời nên vết thương cũ tái phát, cô vội nhắc. Hai em đưa mình đi vào viện tái khám, nếu chịu đau thế này sẽ rất hại người. Liếc nhìn đồng hồ đeo tay thấy không còn sớm, ông Kính khẽ lắc đầu dục. Thôi, hai mẹ con đến lớp cho sớm, và viện cũng chỉ được giam viên thuốc rồi về. Biết tính chồng thường cắn răng chịu đựng một mình, Nếp khẩn khoản nhưng không sao thuyết phục chồng đổi ý. Cô xách cặp lồng đi mua cháo sườn, như vậy hai bố con đều ăn chung được. Bé Na thấy bố đau, liền chạy lại xoa tay. Bởi cô bé sống tình cảm và quấn bố hơn cả mẹ. Mặc cho mẹ dục ăn nhanh còn kịp đi học, cô bé thích ngồi nhõng nhẽo bên bố thêm ít phút nữa. Thấy chồng đau nên dù muộn nhưng Nếp không nỡ mắng con. Cô biết chồng mình quý con bé hơn tất thảy mọi thứ trên đời. Hễ mỗi lần có ai khen, ruộng sâu trâu nái, không bằng con gái đầu lòng. Nếp thấy khuôn mặt chồng rạng ngời hạnh phúc. Hai mẹ con đi sang làng đông sảnh, nhưng Nếp vẫn dặn chồng xin nghỉ làm. Cô sợ tính tham công tiếc việc sẽ khiến bệnh càng nặng thêm. Dù trẻ con trong làng đi học không theo giờ giấc, nhưng việc các cô luôn có mặt trước nửa tiếng là điều cần thiết. Nó sẽ tạo thành nếp giúp các phụ huynh noi theo. Từ ngày không còn làm việc ở ủy ban xã nữa, Nếp thấy công việc nuôi dạy trẻ phù hợp với mình hơn. Hàng ngày cô chăm sóc lũ trẻ cũng như con mình, nên tiện cả đôi đường. Với nhiều người phụ nữ, được làm mẹ là hạnh phúc lớn lao. Nhưng với Nếp, đó là một quyết định dũng cảm. Cô chấp nhận đánh đổi tất cả để có thêm niềm vui vô bờ bến. Trong những đêm tỉnh giấc lúc nửa đêm, ngắm khuôn mặt trẻ thơ của bé Na, cô nhận thấy trái tim của mình đã mách bảo đúng. Nhưng trên hết, bằng sự kính phục, Nếp biết ơn chồng mình đã giúp cô vượt qua nhiều sóng gió. Dẫu biết cuộc hôn nhân không hẳn là trọn vẹn, nó cũng chưa chắc được bắt nguồn từ tình yêu. Tuy nhiên sự đồng cảm giữa hai con người khiến gia đình nhỏ bé luôn ngập tràn sự yêu thương. Không giống như mọi lần, sáng nay từ đầu chợ cho tới trường học, Nếp nhận thấy dân làng nhìn bé Na rồi thì thầm bàn tán. Trong lòng cô thấy ngờ ngợ điều gì đó nhưng chưa biết gọi tên. Giao con gái cho cô bên lớp mẫu giáo, Nếp chuẩn bị đón các bạn bé của lớp nhà trẻ, bởi các con tuổi này thường khóc nhè do không chịu vào lớp. Cô sự nghi ngờ của Nếp lần này có cơ sở. Cô phát hiện ra các bà các mẹ đưa con cháu đi học, không như mọi ngày giao trẻ rồi về ngay. Họ cố nán lại nhìn bé Na như tìm tòi gì đó. Có một bà nổi tiếng vì thẳng như ruột ngựa. Sau khi nhổ bãi nước trầu đỏ đòm, bà đó quệt ngang miệng rồi nói hoang hoang. Đúng là con gái giống cha giàu ba họ. Khi các con đã tới lớp đầy đủ, thấy không còn các bà các mẹ ở quanh đó, cô giám mận vốn là người làng, liền chạy sang lớp nhà trẻ nói nhỏ vào tai Nếp. Mấy ngày cuối tuần chỉ ở nhà nên không biết, dân làng đồn ầm bé Na là con riêng của ông Hùng bí thư đảng ủy cũ. Hình như mọi người dòm tận mặt con bé để xem có giống hay không. Thoáng sững người vì chuyện từ trên trời rơi xuống, nhưng nhớ lại ánh mắt của mọi người nhìn hai mẹ con sáng nay. Không cần cô Mận nói tiếp, Nếp đoán ngay tin này bắt nguồn từ đâu. Bởi ở làng chỉ có mình con mụ khuyên vốn chuyên đâm bị tóc, chọc bị gạo. Nếp buông một câu. Chắc tin này xuất phát từ bà khuyên đúng không? Em nghe thấy Phấn Thọt cũng tham gia nên ngạc nhiên. Chị xưa nay có hiểm khích gì để hai người đó thêu dệt chuyện? Hình như vợ ông Hùng đang truy vấn chồng. Nhưng nhà cán bộ nên họ kín tiếng vì còn giữ thể diện. Sâu chuỗi lại sự việc, Nếp hiểu vì sao cách đây nửa tháng mụ khuyên đích thân đi đón thằng cháu nội. Không những vậy, mụ còn gọi riêng con bé Na để cho chiếc kẹo vừng. Hóa ra mụ đàn bà xấu xa đó muốn ngắm con bé thật gần, sau đó đi tung tin đồn khắp làng trên xóm dưới. Có lẽ nguyên do bắt nguồn từ việc đầu xuân năm nào vì không chịu được thói dựng chuyện khi mình đang mang thai. Do vậy mặc dù cho mụ khuyên đang là hội trưởng phụ nữ, nhưng Nếp đã úp thúng cả phân cho lên đầu mụ đó. Tính ra đã hơn 3 năm trôi qua, nhưng sự việc khiến mụ khuyên không quên được. Trái lại mụ vẫn ôm mối thâm thù, chờ ngày rửa hận. Cây muốn nặng nhưng gió chẳng dừng. Nếp ghét nhất là loại đem con trẻ ra đàm tiếu, nhất là với bé Na là điều không chấp nhận được. Bởi sau này lớn lên đi học cùng các bạn,
biết đâu con bé tủi thân vì chúng bạn chê cười. Ngồi cả buổi sáng suy tính thiệt hơn, Nếp tự thấy nếu càng nín nhịn sẽ càng bất lợi. Dù sao việc này liên quan đến cả gia đình ông Hùng, rồi vợ con ông ấy sẽ nghĩ gì khi họ tin lời đồn đó là có thật. Gần trưa, không còn tâm trạng làm việc, Nếp gọi cô giáo Mận lại dặn dò. Em cùng cô Ngát trong lớp một chút, bây giờ chị phải đi có việc. Chị đừng nói em kể nhé. Cô Mận dặn với theo. Nhìn theo hai mẹ con đưa nhau rời nhà, ông Kính thoáng buồn vì không giống như mấy đợt trước. Lần này, bệnh tình của ông khác hẳn. Linh cảm thấy quỹ thời gian của mình không còn bao nhiêu. Ông thương hai mẹ con phải chăm nhau khi vắng bóng người đàn ông trụ cột của gia đình. Khi giải ngũ với thương tích đầy mình, do không muốn sống an nhàn ở trại thương binh nặng, ông đã xin về làng để được hòa nhập cuộc sống đời thường. Người ta hay nói một đêm nằm bằng 3 năm ở, huống chi ông cùng người vợ đã trải qua 4 năm chia ngọt sẻ bùi bên nhau. Bé Na giờ thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Nhìn con bé lớn khôn từng ngày, chưa bao giờ ông bận tâm đến câu nói đầy ác ý kiểu tò vò nuôi con nhện. Bởi những kẻ tâm địa xấu xa không đáng để ông bận lòng. Dẫu biết sức khỏe ngày càng sa sút, nhưng ông vẫn thầm mong mình sống thêm vài năm nữa. Khi đó bé Na đã trưởng thành, như vậy hai mẹ con bớt hụt hẫng hơn rất nhiều. Nằm thiếp đi không biết đến giờ giấc. Lúc tỉnh dậy thấy mồm đắng ngắt, ông Kính cố ăn nốt mấy thìa cháo nguội để uống thuốc. Lúc này, mảnh đạn găm ở đầu khiến ông đau lộng óc từng cơn. Ngày trước tại trạm quân y, các bác sĩ đã quyết định không mổ gắp mảnh kim loại quái ác đó ra. Bởi như thế có thể sẽ khiến ông chết ngay trên bàn mổ. Sống chung với mảnh đạn nhiều năm, thậm chí ông đã quên sự có mặt của nó. Ai ngờ đúng lúc ông cảm nhận hương vị cuộc sống hạnh phúc, vết thương tái phát khiến ông choáng váng. Nói như mấy cụ cao niên trong làng, thời khắc về với tổ tiên đã tới rất gần. Những gì cần làm nốt sẽ phải mau hoàn thành, nếu không sẽ giang dở khiến sau này khó lòng siêu thoát. Ăn đến thìa cháo thứ ba, ông Kính bỗng thấy nền nhà nổi sóng cuồn cuộn, mọi thứ bồng bềnh khiến ông nôn nao khó tả. Lúc này bàn ghế giường tủ đã lửng lơ phía trên, còn mái nhà lộn ngược xuống dưới. Vịn tay vào bờ tường đứng dậy, ông định ra ngoài hiên nhà cho thoáng. Tuy nhiên tai ông chợt ù đi như nghe thấy tiếng nổ tại chiến trường năm xưa. Sức ép của nó khiến ông ngã vật xuống. Trong phút chốc, máu từ miệng, từ mũi và đặc biệt là từ tai chảy ra ướt sũng nền nhà. Không còn phải cảm nhận nỗi đau, ông Kính như thấy người nhẹ bẫng. Trong phút chốc, ông bay lên không trung rực rỡ ánh nắng. Vẳng từ ngoài thị trấn, tiếng còi nghỉ trưa của xí nghiệp gạch vang lên phá tan sự tĩnh lặng. Mọi âm thanh như khúc nhạc đưa hồn người cựu chiến binh về cõi hư vô. Không quen với việc rảnh rỗi, sau khi ở ngoài đồng về, bà Xoan lúi húi lo lợn gà cám bã, bởi mọi khoản tiết kiệm đều trông vào lứa lợn. Tiếng là vợ ông chủ tịch xã, nhưng bà thấy mọi việc đều đè nặng lên đôi vai. Bà lo việc nhà chu đáo, nên ông ấy mới toàn tâm lo công tác ngoài ủy ban. Niềm vui con trai bình an trở về đã qua, giờ đây bà lo những thứ vốn thiết thực cho cuộc sống. Bởi mỗi lần con trai từ Hà Nội về thăm nhà, lúc lên trường bao giờ cũng chở một bao gạo có kèm thêm chục trứng gà. Cuộc sống sau chiến tranh vẫn còn nhiều khó khăn. Do vậy, nếu không có hậu phương hỗ trợ, bà biết con mình sẽ vất vả muôn phần. Không muốn con trai trở thành cán bộ xã như chồng, bởi thế bà ủng hộ việc Hưng học nốt đại học rồi đi làm ở cơ quan nhà nước. Dù chưa một lần nói ra, nhưng trong mắt bà Xoan, mấy ông cán bộ xã làm thì ít nhưng nói quá nhiều. Chồng bà thuộc dạng cán bộ điển hình như vậy. Chẳng thế bà con trên thành phố hay mát mẻ. Cán bộ là người đầu đội chủ trương, chân đi nghị quyết, nói hay như đài, nhưng làm đâu hỏng đó. Vừa nấu xong nồi cám trong bếp, bà Xoan nghe tiếng xe đạp lọc xọc ngoài sân. Ngó lên thấy con gái đang dựng xe. Bà hỏi ngay. Hôm nay không đi dạy học hay sao mà ghé về sớm vậy con? Quyên ngồi xuống nhặt rau cùng mẹ mình. Biết giờ này nhà không còn ai ngoài hai mẹ con. Bằng một giọng mệt mỏi, cô kể lại việc mẹ chồng quyết không cho cô đi học lớp quản lý giáo dục. Kể từ ngày chồng hy sinh tại Quảng Trị, tính ra cô đã đoạn tang rồi. Do vậy bà mẹ chồng sợ cô đi học, sẽ đầu mày cuối mắt cùng ai. Chưa kể nếu ở trường Quyên đứng nói chuyện với thầy giáo, tối về cô bị mẹ chồng mắng sơi sơi. Dù oan ức, nhưng cô không dám cãi.
thông cảm với nỗi đau mất con của bà thông gia. Thời gian đầu bà Xoan động viên con gái, gắng sống lo tròn bổn phận làm dâu con. Nhưng là một người mẹ, bà xót xa khi nhìn con mình chịu cảnh quá bụa lúc tuổi còn quá trẻ. Bằng một giọng đầy cảm thông, bà Xoan khuyên con gái. Thôi, con không cần đi học lớp bồi dưỡng đó nữa. Đứng trên bục giảng làm cô giáo vẫn là ước mơ của bao người. Riêng chuyện hiểu lầm của mẹ chồng, con lựa lời thưa lại cho mọi thứ phân tỏ. Nhưng con mệt mỏi lắm rồi. Mẹ chồng mất con trai, phần con mất chồng, nào có sung sướng gì. Cùng cảnh phụ nữ mà không có sự cảm thông. Nếu mẹ chồng con vẫn cay nghiệt như thế, chắc con xin chuyển trường vì xấu hổ với đồng nghiệp. Buồn cho con, đã phận hầm hưu lại gặp việc trái ngang. Tuy nhiên bà Xoan chỉ biết lựa lời khuyên nhủ, bởi bà luôn thấu hiểu nỗi thống khổ của người mẹ mất con sẽ đau đớn nhường nào. Tất cả cũng vì chiến tranh. Dục con gái lên nhà nằm nghỉ cho đỡ mệt, bà tranh thủ thổi cơm sớm hơn mọi ngày để cả nhà cùng ăn trưa với nhau. Có lẽ lâu lắm rồi gia đình có 4 người nhưng chưa được góp mặt đông đủ. Niềm vui nhỏ bé của bà vô cùng đơn giản. Lâu lâu cả nhà đủ 4 người góp mặt trong bữa cơm. Tuy vậy, không phải là điều dễ thực hiện. Vừa ngồi vào mâm, ông Nghĩa đã hắng giọng căn dặn con gái. Dù sao con cũng là vợ liệt sĩ, việc phụng dưỡng cha mẹ chồng là đương nhiên. Còn chuyện đi bước nữa, theo bố đừng vội nghĩ đến, nếu không tự dưng mất hết mọi thứ. Con có gì để mất ngoài công việc giáo viên lương 3 cọc 3 đồng? Trợn mắt nhìn con gái, ông Nghĩa gắt. Ăn nói mất lập trường như vậy, thử hỏi làm sao đi học lớp bồi dưỡng cán bộ được. Bà Xoan thở dài ngao ngán. Bởi lâu rồi con gái về ăn bữa cơm, nhưng chồng bà vẫn quen lối đọc diễn văn ngoài hội trường. Có lẽ ngoài những câu giáo điều nghe sáo mòn, chồng bà không nghĩ được điều gì thiết thực hơn. Nhiều lúc bà tự hỏi, nếu không có cơm dẻo canh ngọt chờ sẵn, liệu chồng bà có no bụng bởi mớ giáo điều đó không? Hỏi vậy nhưng bà biết thừa, đã làm cán bộ thì 10 ông như 1, bởi họ cứ như đúc từ một khuôn ra vậy. Không muốn bữa ăn mất vui, bà khẽ nhắc chồng ăn xong ngả lưng cho đỡ mệt, những việc còn lại từ từ rồi tính. Quyền bưng mâm bát ra giếng ngồi rửa, biết bố mình là người cứng nhắc nên cô không mong đợi điều gì. Khi ghé về nhà chơi, cô đơn giản chỉ muốn nhận sự chia sẻ cảm thông. Tuy chưa nói hết về sự ngột ngạt trong cuộc sống với bà mẹ chồng để cha mẹ đỡ buồn, nhưng cô hiểu nếu có việc gì chắc cô sẽ phải tự mình ra quyết định. Ngày xưa thời phong kiến hay nói xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử, nghĩa là lấy chồng thì theo chồng, nếu chồng chết sẽ theo con. Nhưng cô đâu có một con để quên đi nỗi buồn. Đang miên man suy nghĩ, bỗng bất ngờ ngoài sân có tiếng cậu Phấn thọt nói gấp gáp. Cậu này vẫn luôn có tiếng nói đi nhanh hơn cả người. Báo cáo chủ tịch, có việc xảy ra rồi. Báo cáo. Vừa uống xong bát nước vối chưa kịp ngả lưng, ông Nghĩa thấy Phấn thọt lắp bắp mãi không tròn tiếng nên biết là có chuyện, bởi cậu này hễ hoảng quá là không sao diễn đạt trôi chảy. Vén mảnh bước ra ngoài hè, ông hỏi ngay. Cậu đi thẳng vào vấn đề, không báo cáo báo cầy gì thêm sốt ruột. Phấn thọt nuốt nước bọt cho trơn giọng, sau đó nói nhanh. Báo cáo chủ tịch, cô nếp quản lý nhà trẻ của xã tự dưng bỏ lớp xông vào tận nhà bà Khuyên đánh nhau, hiện cả làng kéo tới xem đông lắm. Ông Nghĩa bực mình nói. Cậu gọi công an xã tới, đưa cả hai về trụ sở. Trời ơi bức, nên ông Bức tranh thủ cùng con trai ra đồng từ sớm. Đến khi mặt trời nắng chói chang, hai cha con sẽ vào quán đình ngồi cho mát. Khi giá mồ hôi cũng là lúc về nghỉ trưa. Vẫn biết cách làm việc gõ kẻng chấm công không hiệu quả, nhưng nếu con ai lưng ra làm trong khi mọi người đùng đình, lúc đó hiệu quả vẫn thấp như bình thường. Do con trai sức vóc không được như mọi người, bởi vậy ông Bắc vẫn đảm trách các phần việc nặng nhọc, nếu không chắc chắn con ông không đủ sức cam nổi. Nhiều lúc thấy sắc mặt con trai không được sáng, thêm vào đó nước da ngày càng sạm. Dẫu không dám nói với ai, nhưng ông sợ cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Nhắc con vào bóng râm cho mát, ông Bắc cố làm nốt phần việc, sau đó ra ngồi bên cạnh con trai. Sau khi bắn xong bi thuốc lào, ông thùng thẳng nói. Công điểm hợp tác rất quan trọng, nhưng sức khỏe còn quý hơn thế. Thôi, mấy hôm nữa mát, bố sẽ đưa anh sang nhà cụ lang vị. Tạ người ốm yếu như anh, thuốc tây vào rồi hỏng hết tim gan phèo phổi. Bố để con tính đã. Ông Bắc thuyết phục con trai.
Nói gì nói, cắt mấy chục thang thuốc bổ về sắc uống, bệnh không hết nhưng mà vẫn không đến mức nhọc quá. Thấy hai cho con về sớm, bà khuyên vội đi nấu cơm. Buổi sáng do mải buôn chuyện nên bà quên nhìn đồng hồ, nhưng đun rơm chả mấy mà sôi cơm. Thức ăn đã có khúc cá kho cùng bát cà muối, bà nấu thêm xong canh là ổn. Duy có điều trời nóng mà nhìn cơm canh bốc khói nghi ngút, chắc muốn ăn cũng thấy ngại. Bưng mâm cơm lên nhà, khuôn mặt bà khuyên đỏ bừng vì nóng. Giá như bà bớt đi buôn chuyện và nấu ăn sớm hơn một chút, có lẽ mọi người không phải ngồi đợi cơm canh nguội. Vừa dùng chiếc quạt nan quạt cho cơm canh nguội bớt, bà khuyên vừa nhắc con trai. Vợ anh dạo này trơn lông đỏ da, nên tôi thấy ăn diện tợn. Đàn bà hai con, mà mắt lúc nào cũng ướt rượt. Anh liệu mà quản, không lại nói tôi không dặn trước. Ông Bắc từ đâu không muốn đôi co với mụ vợ lắm điều, nhưng thấy nói khó nghe nên đã bực mình quát. Con dâu bà đang ở nhà sống an phận thủ thường, bà dùng đủ mưu kế đưa nhét nó vào ủy ban xã, giờ quay ra trách ai được. Dạ ôi, bố còn đông cùng một ruột, rồi có ngày trắng mắt ra. Đúng lúc cả nhà vừa bưng mất cơm, từ ngoài cửa có tiếng chó sủa ầm ĩ, ngay sau đó là tiếng chửi vang lên. Thánh tiên nhân con đĩ khuyên, ngày xưa lão thất và mụ phẩm nuôi dạy mày không nên người tử tế, để bây giờ mày đi đơm đặt chuyện. Tự dưng bị đứa mất dạy nào réo tên bố mẹ đẻ đã khuất núi ra chửi, bà khuyên vụt đứng dậy xông ra ngoài cổng. Ngay lập tức, nếp xông tới túm táo kéo mạnh ra ngoài con ngõ. Cô vừa đánh vừa chửi tiếp, khiến làng quê được phen náo loạn. Mặc cho ông Bắc cùng nhiều người khuyên can, nếp ngồi hẳn lên người bà khuyên, vừa dùng tay vả tới tấp vào miệng con mụ chuyên đặt điều cô vừa réo rắt. Con đĩ dại, mày ăn cơm nắm rồi nằm gầm giường nhà tao hay sao mà dám nói con bé Na là con của người khác. Vốn định kéo nếp ra khỏi người vợ mình, nhưng ông Bắc khựng lại giây lát. Ông hiểu nguyên nhân trận đòn này không phải vô cớ, bởi chính ông đã nghe từ mồm bà vợ thì thào cho nhiều người khác biết. Không muốn dây dưa chuyện của đám đàn bà, ông buông tay, quay vào nhà, giục con trai ăn cơm, còn chợp mắt cho đến lúc ra đồng, mặc cho mụ vợ bị người khác tần cho ra trò. Tiếng chửi bới la hét của hai người phụ nữ khiến cả làng mất ngủ. Nhưng thay vì xông vào can ngăn, họ đứng vòng ngoài xem như trò vật nhau ngày hội làng, tịnh không một ai muốn là người dính vào. Trong số những người đó, thấp thoáng bà vợ ông Hùng đứng quan sát, không nói câu nào. Khi bà khuyên được hai người công an xã gỡ khỏi bàn tay của cô nếp, lúc này mặt mũi bà sưng tím do bị dính đòn thù đầy uất hận. Người ta nói yếu trâu hơn khỏe bò không sai. Dù bà khuyên nhìn dáng người phốp pháp khỏe mạnh, nhưng không thể đấu lại được với một người phụ nữ tràn đầy sức sống. Có lẽ thế mạnh của bà chỉ tập trung ở cái mồm đi đưa chuyện. Nhưng hôm nay, mồm miệng sưng vều do bị bà mẹ một con đập không trượt phát nào. Dù không cần hỏi han nhau, nhưng dân làng nhìn thấy sự quyết liệt của cô nếp đã hiểu ngay vấn đề. Bởi việc con bé Na bị nghi là con riêng của ông Hùng đều từ mồm bà khuyên đi nói khắp nơi. Vốn dân làng hay bán tín bán nghi, do vậy nghe những lời khẳng định chắc nịch như đinh đóng cột của bà khuyên, nhiều người tin đó là sự thật. Mấy bà cụ miệng bòm bèm nhai trầu còn chép miệng nói: "Hoa ra bà khuyên tài thật, ngồi trong nhà vẫn tìm được tổ con chuồn chuồn." Giữa trưa nắng chang chang, nhìn hai người phụ nữ quần áo xộc xệch được bên công an xã mời ra ngoài trụ sở ủy ban, dân làng bỗng chia phe bàn tán. Nhiều người phê phán việc cô nếp vô cớ xông vào đánh người, như vậy là sai, vì họ cho rằng khẩu thiệt vô bằng, không thể đổ cho bà khuyên nói oan cho mình được. Tuy nhiên, không ít người lại đồng tình ủng hộ trận đòn của cô nếp, bởi họ từng khốn khổ vì chuyện thêu dệt từ mồm bà khuyên. Có người còn nói thẳng, như vậy đi đêm lắm có ngày gặp ma. Chắc sau lần này, mọi người lo nổi cơm nhà mình còn hơn ngó vào gầm giường nhà hàng xóm. Người ta nói ăn tìm đến, đánh nhau tìm đi. Nhưng có đám người hiếu kỳ chịu khó lẽo đẽo theo hai người phụ nữ vừa đánh nhau ra tận ủy ban. Họ muốn biết việc phân xử đúng sai nghiêng về ai. Nhiều người tỏ vẻ chê trách bà khuyên. Họ khen cô Hường là hội trưởng mới, đằm tính hơn. Như vậy chứng tỏ việc thay cán bộ là đúng. Có hơn chục năm trên cương vị hội trưởng phụ nữ, trụ sở ủy ban xã không xa lạ gì với bà khuyên. Đây cũng là nơi cô nếp có nhiều năm đọc loa truyền thanh. Nhưng hôm nay, hai người bước chân vào trụ sở trong tư cách khác hẳn. Không ngờ có ngày phải vác bộ mặt sưng vù do bị đánh vào ủy ban. Ngay khi đối mặt cùng ông Nghĩa chủ tịch xã, bà khuyên lớn tiếng yêu cầu bắt kẻ hành hung mình đi tù. Bởi bà thấy mình không làm gì sai trái.
bà không quên nhắc lại luật lệ của làng Đông Sảnh ngày xưa. Tội áp đáo tại gia bị quy ngang với tội ăn cướp. Trong lúc bà khuyên vừa nói vừa xỉa sói sang kẻ đánh mình, cô nếp bình tĩnh phủi đất bẩn dính vào ống quần, sau đó vút lại quần áo cho phẳng phiu. Mặc cho con mụ buôn chuyện nói trước, cô dốc nước từ ấm tích ra cốc rồi uống trong tâm trạng khoan khoái như người nông dân vừa cày xong thửa ruộng. Dù đã thống nhất đất nước, cuộc sống trở lại thời bình, nhưng do bận nhiều việc nên xã thống nhất chưa kiện toàn bộ máy lãnh đạo. Bởi thế ông Nghĩa là chủ tịch kiêm luôn chức trưởng công an xã cho đến khi tìm được người phù hợp. Vốn không thích kiêm nhiệm vị trí được ông ví như là quyền rơm vạ đá, ông từng đề nghị khi trụ sở ủy ban hành chính xã thống nhất xây xong, lúc đó đảng ủy sẽ bầu ra một cán bộ để ông bàn giao lại chức trưởng công an xã. Suốt thời gian chiến tranh bom rơi đạn nổ, bà con làng Đông Sảnh đều đồng lòng chung sức lao động vì mục tiêu giải phóng miền Nam. Do vậy ở làng hiếm khi có chuyện đánh chửi nhau, nhưng bây giờ tình hình lại đổi khác. Sai cậu Phấn Thật ra ngoài nhắc bà con giải tán, ông Nghĩa đặt hai tờ giấy trước mặt hai người phụ nữ, sau đó yêu cầu bà Khuyên cùng cô Nếp viết bản tường trình. Gạt giấy bút sang một bên, do bản thân đọc chưa thông, còn viết lại không thạo, bà Khuyên phẫn nộ tố cáo. Hôm nay cả làng làm chứng về con đĩ này vô cớ đến cổng nhà tôi chửi bới, sau đó còn vô cớ xông vào hành hung tôi, đề nghị ông cho giải lên công an huyện để tống vào tù. Ông Nghĩa chỉ tay vào chiếc ghế rồi nhắc. Đúng hay sai rồi sẽ được làm sáng tỏ, mời chị ngồi xuống viết bản tường trình. Không muốn đôi co với mụ Khuyên, bởi những gì cần làm cô đã làm rồi. Viết trong bản tường trình, Nếp đưa cho ông Nghĩa đọc. Trong bản tường trình của mình, cô nêu rõ việc bảo vệ con trẻ là điều mà bất kể bà mẹ nào cũng phải làm. Nếp khẳng định không hối hận về hành động của mình. Từng nhiều năm làm việc với cả cô Nếp cùng bà Khuyên, ngay lúc nghe cậu Phấn Thọt chạy sang nhà báo cáo tình hình, ông Nghĩa hiểu ngay ai là người châm ngòi cho việc này trước. Tuy nhiên việc hai người đánh nhau gây ảnh hưởng xấu trong dư luận. Dù sao họ đều là đảng viên nên sẽ khiến bà con quần chúng chê cười. Xét ra việc xử lý không thể xuê xoa được. Trong lúc kiên nhẫn đợi bà Khuyên viết xong bản tường trình, ông Nghĩa suy tính cách giải quyết sao cho công bằng để không ai nói mình thiên vị. Trời nắng nóng, dù muốn xử lý nhanh cho đỡ nhức đầu, nhưng ông biết nếu không khéo, mối thâm thù của hai người phụ nữ vẫn âm mỉ chờ dịp bùng cháy. Kéo theo đó là tình hình an ninh trật tự của địa phương ít nhiều bị ảnh hưởng. Ngồi suy tư bên chiếc điếu cày, bất ngờ cậu Phấn Thật thông báo có người cần gặp chủ tịch xã. Ông Nghĩa ra ngoài trao đổi, nhưng không quên dặn cậu nhân viên để ý canh chừng. Ông sợ trụ sở ủy ban sẽ biến thành bãi chiến trường tiếp theo không chừng. Dù chưa được ai chứng minh, nhưng ông nghiệm thấy một điều, hễ thời tiết nóng quá, mọi người sẽ nổi điên, dù mâu thuẫn chỉ bé như hạt vừng. Tiễn khách ra về, ông Nghĩa quay vào trong trụ sở, trên khuôn mặt ông thoáng vẻ ưu tư. Lúc bước tới gần cô Nếp đang ngồi, ông nói nhỏ. Thôi, việc hôm nay sẽ giải quyết sau. Cô về lo chuyện gia đình trước đã. Hì hụi mãi viết chưa nổi hai dòng, vừa nghe ông chủ tịch xã nói như vậy, bà Khuyên đứng phắt dậy kêu to. Về là về thế nào được? Sao ông chủ tịch có thể tha tội cho con đĩ như vậy? Quá thiên vị! Đập mạnh tay xuống bàn, ông Nghĩa bực tức quát to. Chồng người ta chết, không về lo đám tang. Vậy chị muốn gì nữa? Hay định làm loạn ủy ban? Ban ngày trời nóng như đổ lửa, nhưng lúc màn đêm buông xuống, không khí như dịu lại. Suốt mấy năm qua, đã thành thói quen nên bà giá mang cơm ra tận bè nứa cho chồng. Nhiều hôm bà ngồi ăn cùng ông để có người trò chuyện. Ngọn đèn bão treo cửa lều soi xuống mâm cơm. Thêm vào đó là những cơn gió mát thổi từ mặt sông lại, khiến hai vợ chồng không phải dùng quạt nan. Ném cho con vện miếng đậu rán, ông Thuận nhớ lại những lần ra miếu giao hoan cùng người thiếu phụ. Ngày trước ông chỉ xuất hiện vào ngày rằm bà mùng 1, nhưng dạo gần đây tần suất có vẻ nhiều hơn. Không nghi ngờ gì chồng, bà giá vừa ăn vừa kể những chuyện gom góp được, bởi nó liên quan đến gia đình nên bà nhớ. Riêng chuyện thiên hạ bà không bận tâm. Gắp cho chồng miếng sụn, bà giá băn khoăn nói. Thằng Binh nhà mình nói có chết đói cũng không quay về làng. Nhưng việc hai đứa sống kiểu vợ chồng ngâu, tôi đồ rằng không chóng thì trầy, sẽ đường ai đấy đi. Ai, nghĩ lại thì tội cho thằng cò. Đời cua thì cua máy, đời cấy thì cấy đảo. Bà lo nhiều cho nhược người. Biết là thế,
nhưng tôi chỉ nói với mình ông. Trưa hôm qua, cô Nếp sang tận nhà mụ Khuyên để chửi bới. Sau đó hai bên xảy ra đánh nhau to. Đúng là ông rời có mắt. Năm xưa tôi từng nghĩ quẩn với những lời độc địa của mụ đó nhằm vào nhà mình. Tiếc là tôi sống an phận thủ thường đã quen. Mình không được mạnh mẽ như nhà cô Nếp. Thật ra việc này ông Thuần đã biết ngay tối qua. Dạo này bè nứa của ông đã không còn là chốn hưu quạnh như trước. Sau lần hiểu lầm cô Hường tắm đêm là tự tử, thỉnh thoảng ông Thuần có ngồi cùng người cựu thanh niên xung phong để nói chuyện người, chuyện đời. Nhưng đêm qua, người ra bè nứa chính là ông Bức, người chồng bất hạnh vì có mụ vợ lắm điều. Không muốn mụ ni che tài nữa, chiều qua trong lúc cô Nếp bận lo đám tang cho chồng, ông Bức đã gặp ông Nghĩa, chủ tịch xã để trao đổi. Ông Bức xác nhận rõ, mụ vợ của mình là người gây chuyện trước, do vậy ông mong bên chính quyền lúc bắt tay xử lý vụ việc cần thấu tình đạt lý. Không bận tâm vì sao chồng mụ Khuyên mò ra bè hút thuốc lào và dốc lòng tâm sự, ông Thuận khuyên ông Bức nếu cần phải mạnh tay để cho vợ mình biết nhà có nắp. Ngồi ở bè nứa ngắm dòng sông lấp lánh ánh trăng, bà Giá chỉ biết thở dài khi nghĩ đến cảnh gia đình bà tan đàn xẻ nghé mỗi người một nơi. Cảnh sum họp vui vẻ năm xưa giờ chỉ còn quay về trong giấc mộng. Cuộc sống đổi thay nên xóm Góa Phụ có nhà sắm được đài chạy pin. Lúc chương trình tiếng thơ vang lên, bà Giá thu dọn bát đũa đem ra tráng qua nước sông rồi cho vào chiếc làn cói mang về nhà. Nhờ ánh trăng sáng nên không cần đèn pin, bà Giá vẫn đi thoăn thoắt, thậm chí bà nhớ từng gốc cây viên gạch nằm trên đường. Kể từ ngày con trai ôm súng chạy sang bên kia chiến tuyến, bà biết sự bình yên vĩnh viễn không trở lại, nhưng bà phải sống vì muốn giữ cho nếp nhà của dòng họ Phạm Công được sóng yên biển lặng. Không phải vô cớ người xưa đã dạy, đàn ông xây nhà, còn đàn bà xây tổ ấm. Nếu ai cũng như hai cô con dâu của bà, nhà chồng vừa thấy có chuyện đã buông tay, thử hỏi cuộc sống sẽ khiến con người thay đổi như thế nào. Có nhiều đêm mất ngủ, bà ngồi lặng lẽ nhìn ra ngoài sân tự hỏi, tại sao cả đời bà sống chân thật, không làm hại mọi người, nhưng tai ương lại rơi xuống gia đình. Người ta nói phúc đức tại mẫu, vậy bà mắc lỗi gì khi làm dâu nhà họ Phạm khiến con cháu mỗi người một phương? Hỏi là vậy, nhưng bà chưa tìm thấy câu trả lời. Nhớ lại có lần từng muốn chết quách đi cho nhẹ nợ bởi sự khinh bỉ của dân làng, đặc biệt là những lời nói cay nghiệt của mụ Khuyên. Đến bây giờ bà Giá vẫn dùng mình kinh sợ miệng lưỡi độc địa của con mụ hội trưởng phụ nữ năm xưa. Khi bước ngang qua ngôi miếu cổ, bà Giá ngạc nhiên vì thấy đám đông tới mấy chục người đứng chắn ngang đường. Bà chưa kịp cất tiếng hỏi, bất ngờ cả triền đê tối om bỗng được thắp sáng bởi những người cầm đuốc. Hoảng sợ, do không biết mình đang tỉnh hay mơ, bà Giá thấy một thiếu niên mặc áo hoàng bào, trạc tuổi 15, nhưng mặt hoa da phấn, còn hơn gái làng đông sảnh, đứng chính giữa đám đông. Hai bên có quân hầu che lọc, mặc dù đang đêm tối. Người thiếu niên mặc áo hoàng bào nói với bà Giá bằng một giọng sang sảng đầy uy lực. Quốc có quốc pháp, gia có gia uy. Chấm nể tình tổ tiên họ Phạm đã hậu táng cho công chúa Bình Nguyên, nên sẽ ra hạn nốt lần này. Thánh nhân đã dạy, con dại thì cái măng. Bà hãy nhớ rõ điều đó, kẻo không gặp họa sát thân. Lời vắn ý dài, chấm mong bà thấu hiểu. Quét dọn xong căn nhà cấp 4, thấy còn sớm nên Hương giặt chậu quần áo đem phơi cho kịp nắng. Không giống như ở thành phố, sống tại làng dù không có điện, nhưng khoản nước sinh hoạt chưa bao giờ thiếu. Thông thường nhà nào cũng có một giếng nước để tắm gội, giặt rũ, một bể trữ nước mưa để dùng đun nấu, đặc biệt là pha trà cho các cụ cao niên. Ngày xưa, trước đình làng đông sảnh có ngôi giếng cổ, tương truyền đó là mất rồng rất thiêng nên không ai dám mạo phạm. Nhưng từ dạo ông đội trưởng cải cách ruộng đất ngã lộn cổ xuống giếng chết đuối, dân làng phải cho lấp giếng vì mùi xú uế từ kết xác chết trương, khiến họ sợ phạm mạch làng. Không biết tin đồn thực hư thế nào, nhưng có người từng tận mắt nhìn thấy ông đội trưởng đái bậy xuống đó. Do quyền uy quá lớn của ông, nên lừa lời, không dám hò hè. Nhớ lại thời còn đi học ở làng, tự dưng Hường thấy tiếc cho những đình chùa miếu mạo bị đập phá không thương tiếc. Giờ đây muốn khôi phục, chắc còn khó. Khi dọn ra xóm Góa Phụ sinh sống, Hương đã bị dân làng dị nghị, thậm chí bà Khuyên còn khẳng định. Khéo hồi trước ở trong chiến trường B, Hương đã có chồng, nhưng người đó hy sinh. Do vậy, việc cô chuyển ra xóm Góa Phụ là hợp lẽ. Biết tính bà hội trưởng phụ nữ tiền nhiệm,
Dù mọi người bàn ra tán vào, nhưng Hường chọn cách im lặng. Cô biết làng Đông Sảnh còn nhiều việc phải làm. Hiện nay dù không có hộ nào thiếu ăn, nhưng cái nghèo vẫn đeo bám còn dai hơn lũ đỉa đói. Hình như mọi người an phận với những gì mình đang có, hoặc không dám nói ra vì sợ Vu là phản động. Gương nhà ông Thuận cùng bà Giá còn đó, vì một thằng con chạy theo địch khiến hai ông bà không dám vác mặt đi đâu. Họ sống âm thầm lặng lẽ, khiến nhiều người còn không biết đến sự tồn tại của nhà đó. Xong việc nhà áng chừng đến lúc phải ra ủy ban xã có việc, Hương thay quần áo rồi cầm cuốn sổ tay cùng cây bút rời nhà. Đợi ông chủ tịch xã bắn xong điếu thuốc lào, Hương bước vào làm việc theo lịch hẹn. Kể từ ngày đảm trách công việc hội trưởng phụ nữ, đây là lần đầu tiên cô phải tổ chức buổi hòa giải giữa bà Khuyên cùng chị Nếp. Thế khó của cô hiện nay chính là việc đang ở nhờ nhà chị Nếp. Nếu giải quyết không thỏa đáng, từ miệng bà Khuyên sẽ có ngay một câu chuyện khác được thêu dệt. Vốn không là gì việc bà Khuyên hay đơm đặt chuyện, do vậy Hương muốn tránh không can thiệp. Nhưng trong vai trò hội trưởng phụ nữ, cô biết mình không thể né tránh được. Ghi lại những ý chính của buổi làm việc, không hứa hẹn gì với ông Nghĩa, cô nói trước. Báo cáo đồng chí chủ tịch, tôi sẽ tổ chức buổi hòa giải, nhưng xét căn nguyên sâu xa, tôi chả dám hy vọng họ làm lành cùng nhau. Ông Nghĩa phẩy tay. Đồng chí làm gì cũng được, miễn là họ chấm dứt việc gây mất an ninh trật tự làng xóm. Do nhà chị Nếp vừa có đại tang, Hương quyết định tới gặp bà Khuyên nhỏ to tâm sự. Dù sao bà ấy cũng là hội trưởng phụ nữ tiền nhiệm, việc đến gặp trước tiên cũng thể hiện sự tôn trọng. Trải qua những giây phút cận kề cái chết, nhiều lần Hương đã phải vừa khóc vừa đào bới tìm xác đồng đội. Nhưng cô thấy đó là những năm tháng đẹp nhất của đời mình. Bởi tuổi trẻ đã dâng hiến cho Tổ quốc, giờ đây quay về cuộc sống thường nhật, nhiều lúc cô nghĩ còn khó sống hơn. Bởi con người bị đè nén đủ thứ trong những định kiến và rào cản, tất cả làm cho cuộc sống ngột ngạt và tù túng. Mọi việc lúc nào cũng chỉ đợi bùng phát, như việc đánh nhau của hai người phụ nữ là ví dụ điển hình. Đứng trước cổng nhà bà Khuyên, tự dưng Hường thấy việc hòa giải thêm phần khó khăn, bởi cô biết một người hai lần bị đập tơi tả trốn bàn dân thiên hạ sẽ khó mà tha thứ được. Đợi chủ nhà xích chó, Hương bước vào ngồi ngay hiên nhà. Cô không muốn ngồi đối diện nhau qua bàn nước, như vậy đâm khách sáo và xa cách quá. Ngồi nghe bà Khuyên trút mọi hờn căm qua những lời nguyền rủa con đĩ Nếp theo cách gọi của bà. Đợi cho mọi thứ lắng xuống, Hương nhẹ nhàng nói. Chị Nếp đã sai khi không nói chuyện ngọn ngành, nhưng việc con bé Na tự dưng bị gán là con bác Hùng. Nói thật, em thấy như vậy hơi ác. Bà Khuyên trợn mắt phân bùa. Nhìn con bé giống lão Hùng mồn một, sao có thể lấy vải thưa mà che mắt thánh được? Chị từng là hội trưởng phụ nữ, em nghĩ việc này nên hòa giải, đừng việc bé rồi xé thành to. Dù sao con dâu chị vẫn đang làm việc ngoài ủy ban. Chị nghe em, nhịn đi một chút, nếu không bên lãnh đạo xã đâm khó xử. Chỉ tay vào bên mắt phải dù không còn sưng húp nhưng vẫn bầm tím. Sau đó đưa tay xoa vào má một cách đau đớn, bà Khuyên rít lên từng cơn khi nói. Trần đời tôi chưa thấy loại đàn bà nào hung dữ như nó. Nếu bỏ qua thì dân làng cười vào mặt ngay. Chưa kể chị phải ăn trao loãng mất vài hôm. Thôi, em về nói cho mấy ông lãnh đạo xã biết. Nếu công an huyện không về xích tay còn đĩ Nếp, tôi sẽ viết đơn kiện gửi thẳng lên huyện ủy để xem còn ai bao che cho nó. Không hy vọng ngồi một buổi đã thuyết phục được bà Khuyên đổi ý. Hường vui vẻ ngồi ăn củ khoai luộc trước khi phải đi lo việc khác. Lúc Hường rời khỏi nhà bà Khuyên, cô biết bà này có bị đánh thế, chứ đánh nữa vẫn không thay tâm đổi tính. Có lẽ nếu không đi buôn chuyện, bà đó sẽ thấy cuộc sống vô vị. Mất nguyên buổi sáng đi gặp gỡ mấy người, lúc quay về nhà cũng đến giờ ăn trưa. Hường yên tâm không lo việc nấu ăn, bởi cô còn bát cơm nguội cùng khúc cá kho, đủ ăn cả ngày. Sau nhiều lần nói chuyện cùng ông Thuận, lâu đầu Hường lại mua vài con cá về kho mặn ăn dần. Có thức ăn nên nhiều bữa cô múc đầy bát dưa trong vại. Như vậy đặt xong nồi cơm là đủ bữa ăn tươm tất. Không giống cánh đàn ông cơm niêu nước lọ một mình thường tiện đâu ăn đó. Hường tuy cảnh phòng đơn gối chiếc, nhưng ngày hai bữa cơm canh nóng sốt. Gắp miếng cá kho định cho vào miệng. Bất ngờ Hường bưng miệng, chạy ra cống nôn nọe. Nhưng vì từ sáng chưa có hột cơm đập vào bụng, nên cô chỉ nôn khan. Dẫu biết hiện nay phong trào bài trừ các tệ nạn mê tín dị đoan dâng cao, nhưng Hường không sao quên được việc gặp một ông vua kỳ lạ. Cuộc gặp nửa thực nửa hư khiến cô không dám thổ lộ cùng ai. Nhưng dư âm của nó vẫn làm cô bận tâm trong những đêm khó ngủ.
trở về từ cuộc chiến khi đã ngoài 30 tuổi. Do vậy Hương cảm nhận rõ từng thay đổi trong cơ thể mình. Việc chậm kinh vài tháng cùng với việc liên tục bị nôn khan khi ngửi mùi cơm nóng, mùi cá kho đã nói lên tất cả. Ngồi thừa người trên chiếc ghế đầu, dù tiếc rẻ nhưng Hương đành thả khúc cá kho vào thùng nước gạo. Cô biết mình ốm nghén khi mang thai. Dù luôn khát khao được làm mẹ, nhưng Hương phát hoảng vì cô không rõ kẻ luôn miệng xưng chẫm dưới gốc cây gạo là người hay ma. Thậm chí phút giây mong chờ đó cô không cảm thấy gì, đơn giản vì nó hư hư, thực thực. Sự việc ma mị như vậy, nhưng cái thai đang lớn dần trong bụng lại minh chứng việc ân ái đêm hôm đó là thực. Nghĩ đến việc mình vác bụng bầu lúc lùm đùm sẽ là đề tài bàn tán của dân làng, đặc biệt là qua miệng lưỡi bà Khuyên sẽ chuyển sang hướng khác. Tự dưng Hương thấy trước mặt như có màn đêm đen buông xuống. Bỏ dở bát cơm, Hương cắm mặt ăn vã hết bát dưa chua. Cô uống cạn chỗ nước thừa, rồi nằm vật ra chiếc giường cá nhân, đưa bàn tay, xoa nhẹ vào bụng. Hương lắng nghe mầm sống đang hình thành. Dù chưa biết là trai hay gái, nhưng sợi dây liên hệ từ đây bắt đầu có sự kết nối. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 9 của Vua Không Ngai Vàng. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong tập 10. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm ngon giấc.